Preview. Xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại cùng với phần chia sẻ và bình luận trên kênh của Quỳnh. Kính thưa quý khán thính giả, lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và để lại những lời bình luận trên tinh thần bước ra khỏi sự khác biệt bằng sự văn minh và sự tử tế. Và đáng lẽ hôm nay là tôi sẽ cho quý vị một cái clip liên quan tới việc Nguyễn Trường Giang thay tên đổi họ. Nhưng mà nghĩ ly nghĩ lại thì tôi sẽ làm clip cho bà Phương Hằng. Ngày mai tôi sẽ có một cái clip thông báo cho khán giả về việc Nguyễn Trường Giang chuẩn bị là thay tên đổi họ, bắt đầu một cái màn kịch lừa đảo khác. Và tôi cũng đã thông báo cái thông tin đó nằm ở trong cái phần tháp community, tức là tháp cộng đồng của tôi, cho tất cả các khán giả nào quan tâm tới Nguyễn Trường Giang. Thưa quý vị, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng lên mạng tố cáo Tỉnh Thất Bồng Lai tới ngày hôm nay, nó không còn là câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng hay ông Võ Văn Thắng đơn giản nữa, mà nó là cả một cái hệ thống. Quý vị sẽ thấy là tôi đang để lại cho tất cả quý vị những cái thông tin mà tôi đã làm trong suốt 2 năm qua. Từ từ các nhân vật liên quan tới vụ này cũng sẽ được đưa lên. Nhưng quý vị sẽ thấy rằng là bà Hằng luôn nói rằng là bà làm tất cả mọi việc là vì chính nghĩa và vì yêu nước. Mà nếu như vào vụ Tỉnh Thất Bồng Lai vì yêu nước mà không gọi tên phản động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì e rằng chị Hằng không có uy. Chị Hằng chửi Trương Quốc Huy phản động được, mà trên sóng livestream của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tức Nguyễn Phương Hằng, người ta chửi, người ta mách nước cho chị luôn, người ta chỉ cho chị là ai là người đứng đằng sau Tỉnh Thất Bồng Lai mà chị không dám đụng tới tôi. Như vậy có nghĩa rằng là chị vẫn chưa oai như mọi người nói. Để đây tôi cho quý vị thấy là chính nghĩa của bà Thanh Tuyền, rồi sau đó tôi phân tích tiếp cho quý vị nha. Và biết được người trong cuộc, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm chân lý, và chúng ta sẽ cùng nhau để giúp cho cha mẹ Diễm My tìm thấy con mình trong sự vô vọng. Và hôm nay thì đây là một trong những cái buổi live stream mà có rất nhiều quý vị đã háo hức đón xem, cũng như người trong cuộc rất đông. Bình thường thì quý vị thấy có một bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng ngày hôm nay tôi đã mời đến rất nhiều để cho chúng ta một lần nữa minh chứng đâu là sự thật, đâu là sự giả dối. Và chúng ta là một trong những người mang cái mục tiêu cuối cùng là chúng ta yêu nước, thượng tôn pháp luật, và chúng ta là những người sống chính nghĩa. Và một lần nữa thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người nào đã theo dõi cái câu chuyện drama của tôi suốt những tháng qua. Chúng ta là những người yêu nước, chúng ta yêu chuộng chính nghĩa, rồi tất cả nó đều là chính nghĩa hết đó. Cảm ơn Bộ Công an, cảm ơn báo chí, cảm ơn những anh em YouTube và những người đã yêu nước, thương dân một lòng, thượng tôn pháp luật, và đã cổ vũ tôi trong suốt thời gian qua. Và chúng ta chỉ còn một đoạn đường ngắn thì chúng ta phải đi đến chân lý, đi đến bờ đến bến, là chúng ta tìm ra chân lý cuối cùng. Đó là những gì tôi có thể làm được. Chân lý, chính nghĩa, yêu nước. Người yêu nước là người phải bảo vệ các luận điệu sai trái, chống lại bọn phản động, đủ thứ các kiểu hết. Nhưng mà tại sao chị Hằng lại lờ tên tôi đi? Ai đã bịt miệng chị Hằng trên sóng livestream? Chỉ có thể chửi phản động coi như là không ngừng trong vòng mấy tiếng đồng hồ, chửi từ trái sang phải, chửi từ trên xuống dưới, nhưng mà chưa nhắc tên tôi. Có khán giả thì nói là bà là ai mà bà Hằng phải chửi. Tôi nhớ có những người chẳng là ai trong xã hội hết mà nhắc tới bà Nguyễn Phương Hằng, phản biện bà Nguyễn Phương Hằng thì bà chửi tắt bếp luôn. Nhưng mà ở đây có người tố cáo với bà Hằng tên của tôi mà bà Hằng lại không nhắc tôi, thì có nghĩa rằng là ông Thắng nhờ chưa đúng chỗ rồi.
Vì từ xưa tới giờ ông Võ Văn Thắng nhờ ai người đó cũng đều đụng tới tôi hết đó. Ông Thắng nhờ ai là tôi chủ động nhắc người đó. Khán giả nhìn lại thử coi có đúng không? Tôi nhiều chuyện dễ sợ. Ông Thắng nhờ Thích Nhật Từ, tôi gọi cho Thích Nhật Từ tắt bếp sập luôn, không có nhắc tới chính trị xã hội nữa. Ông Thắng gọi tên Nguyễn Sinh, tôi nói cho một hồi Nguyễn Sinh xóa luôn clip luôn. Ngày hôm nay Nguyễn Sinh đang quay trở lại. Cùng lúc với việc bà Hằng lên thách cụ Lê Tùng Vân thì VTV1 phát sóng đoạn phóng sự cách đây 1 năm, chiến lược của ban tuyên giáo cả đó thôi. Và lẽ ra cái phóng sự đó thì nên im giấu đi. Phóng sự nhân quyền, liên xâm phạm quyền con người của trẻ mà Việt Nam sắp ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lại đem đi phát rần rần lên trên đó. Đây là lúc các fan hâm mộ của tỉnh Thất Bồng Lai, tôi sẽ chỉ cho quý vị để cho quý vị bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Tôi sẽ viết thư, tôi sẽ để ra cho quý vị đồng ký tên về tình trạng xâm phạm quyền bí mật đời tư của công dân Việt Nam. Việc sử dụng mạng xã hội chà đạp nhân phẩm người khác, quý vị gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để coi trong năm 2023 và năm 2025 Việt Nam có ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được hay không khi mà chà đạp trẻ em. Tôi có nói với khán giả rồi, trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai tôi không quan tâm tới người lớn. Tôi không có bận tâm người lớn làm sai. Cái sai đó nếu có hoặc làm đúng thì bảo vệ họ, làm sai thì họ phải chịu theo quy định của pháp luật. Nhưng tôi sẽ ủng hộ và tôi bảo vệ những đứa trẻ trong đó. Cho nên tôi nhắc để bất kỳ phóng viên báo chí và kể cả là bà Nguyễn Phương Hằng nhớ rằng cái thời điểm này là thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng cần nhớ Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bà cứ lên, bà nói về việc mà bí mật đời tư của người ta, bà chà đạp người ta kiểu đó là bà đang tố cáo với thế giới rằng Việt Nam không có nhân quyền gì cả. Cho nên tôi đặt câu hỏi với chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Chị một mình chấp hết, chị còn bao nhiêu sức chị cũng sẽ chơi trận này. Vậy thì tại sao chị không dám gọi tên tôi? Cái này là tôi khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng không dám gọi tên tôi. Bà Hằng xưa giờ với bản tính của bà Hằng, quý vị thấy bà chửi từ những người như Đinh Lan, rồi nói chung là trong cái cuộc chiến của bà Hằng, ai mà nhắc bả dù là một YouTuber bình thường thôi, dù là một Facebooker có bài viết về bà Hằng thôi, thì bà Hằng cũng chửi từ trái sang phải. Nhưng trước giờ kể cả khi gom vào chửi phản động, bà Nguyễn Phương Hằng cũng chừa tôi ra. Mà một số bạn ở Việt Nam nói em cũng thấy hơi lạ, chị Quỳnh bị coi là phản động Chúa mà lại bảo rằng là không nhắc tới tên chị Quỳnh, nghe cũng hơi lạ. À không, em sẽ không có nhắc, em không có viết thư mời tranh luận với chị Hằng, bởi vì chị Hằng có biết tranh luận gì đâu mà mời. Em nói thẳng là chị Nguyễn Phương Hằng không dám nhắc tên em, để sau cái clip này coi thử chị có nhắc hay không thì tính tiếp. Chứ còn người ta tố cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước mặt chị, rồi chỉ vì chính nghĩa với Thắng Mai mà Thắng Mai kiếm ai là cũng thất bại hết, mà chị không dám gọi tên thì tranh luận cái gì? Uổng công em ngồi viết tâm thư không? Em không viết tâm thư đâu, mất công viết tâm thư lại có kiểu giống như là chị Liên Đặng, cháu của em của anh Bảy bên văn phòng chính phủ nữa, gửi thư người ta xong nhận tâm thư của người ta trở lại, lại bắt đầu là đi đổ ngược đổ oan cho người ta là viết thư cho mình. Thôi em sợ lắm, tại vì đối với chị Nguyễn Phương Hằng là chỉ có cái truyền thống lật mặt, cho nên là không có chuyện mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh viết thư tranh luận đâu. Ở đây là em nhắc chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, chỉ vì chính nghĩa đúng không? Chị đi tìm con cho ông Võ Văn Thắng đúng không? Mà chính ông Võ Văn Thắng cũng lên livestream của chị rồi. Để em nhắc cho chị nhớ là Võ Văn Thắng đã cầu cứu tới ai? Cầu cứu đài truyền hình, cầu cứu công an huyện Đức Hòa nè, cầu cứu Thích Nhật Từ nè, cầu cứu Nguyễn Sinh nè, cầu cứu Trần Quốc Vũ nè, và cầu cứu hàng loạt các YouTuber khác.
sau đó thêm Trang Vina và Nguyễn Trường Giang nữa. Và toàn bộ các những YouTuber đó, cho dù ủng hộ, cho dù chống đối, ngày hôm nay ít nhiều đã xóa clip và quay sang ủng hộ hết chị Hằng rồi đó. Bây giờ là cùng phe với chị Hằng là hiện tại là có Thích Nhật Từ nè, Nguyễn Trường Giang nè, Trang Vina nè, Trần Quốc Vũ nè. Ai nữa ta? Ai mà chống Tỉnh Thất Bồng Lai? Nguyễn Sim thì chống Nguyễn Phương Hằng rồi, không nói rồi. Thì ở đây tôi để cho quý vị nghe nguyên một đoạn tố cáo, tôi không cắt chữ nào, để quý vị thấy rõ ràng là bà Nguyễn Phương Hằng bị bịt miệng trên sóng livestream. Mà để bi ai những đứa trẻ mồ côi là nằm trong cái hệ thống của nước quốc, của quảng cáo của Điền Quân. Thì khi mà báo chí, tài truyền hình đăng tin lên rồi thì... À quên, tới đây thì tôi cũng phải mét chị Hằng luôn, là Điền Quân đã từng liên lạc mời tôi vào network, cho nên là chị không chửi tôi là một thiếu sót. Tôi đã từng có thư mời vào network của Điền Quân, tôi để lên đây luôn. Cho nên công ty Điền Quân đã từng là kết nạp tôi, nhưng mà tôi không, bởi vì mục tiêu của tôi không, và tôi không có đồng ý, đồng lòng, đồng tình với Điền Quân từ xưa nay. Cho nên là ở đây mà không chửi tôi cũng hơi buồn. Tại vì sao? Tại vì chửi Điền Quân mà tôi còn được Điền Quân mời vào nữa. Đây tôi cung cấp bằng chứng cho chị Hằng luôn, để chỉ có thêm lý do, có thêm động lực để gọi tên tôi. Đây, Nguyễn Trường Giang đi nịnh Điền Quân thì, rồi chửi tôi phản động. Nhưng mà chắc đâu có ngờ rằng là Điền Quân gửi thư mời tôi vào network. Chị nói đúng không Giang? Cho nên ở đây, đây là thư mời mà tôi đã cắt đi một số cái thông tin cá nhân trong đó để bảo vệ cái thông tin cá nhân của người khác. Đây, tôi nhận được cái thông tin, tôi đọc thư nha. Thân gửi mẹ nấm, em là Quân từ Điền Quân Network, một trong những MCN là gì trời, chắc là mạng công nghệ quá, hàng đầu tại Việt Nam chuyên về sáng tạo nội dung. Những case Điền Quân Network đã hợp tác phát triển gồm có Giang ơi, Huy Cung, Thanh Trần, Đoàn Lô Tô Tâm Thời, Lưu Hà Trinh, Cát Tường, Thúy Nga. Em có theo dõi kênh của chị và được biết nội dung khá phù hợp trên nền tảng của Đình Quân, nên em xin gửi chị quyền lợi và thông tin khi hợp tác network ạ. Tôi cũng rõ là tôi có cái gì chung với Điền Quân, bởi vì tôi một mình một đường làm sao chung với ai. Nên vì lý do này mà tôi không trả lời thư, tôi cũng coi như là tôi chưa nhận lá thư này. Nhưng mà để cho khán giả của mẹ nắm biết là tôi có nhận được thư mời của Điền Quân, để chị Hằng có thêm một lý do nữa chửi tôi là Điền Quân móc nối với phản động đó. Lôi tôi vô và nghe tiếp. Tôi rất là thành thật, chị Hằng không có bằng chứng. Tôi nói là tôi đưa bằng chứng cho chị Hằng đàng hoàng, chứ không phải giống như ba cái nhân chứng tào lao bí đao kia, tới nói không có bằng chứng rồi đi về lo chối bỏ. Tôi rất là đàng hoàng tử tế với chị Hằng. Bên phía Điền Quân vẫn im re, không có lên tiếng bất tin gì hết. Là chim anh. Dạ, không lên tiếng gì hết. Thành ra là xã hội người ta vẫn còn tin vào bên cái truyền thông đó. Chúng ta nghe ra mất tất cả mọi cái vấn đề nó nằm ở đây là chỗ truyền thông. Truyền thông là con dao hai lưỡi, có thể đưa người ta lên tận mây xanh và có thể vùi dập người ta không thương tiếc. Vì tất cả chúng ta sống đều bằng những thông tin có được từ truyền thông, mà đưa đúng hay đưa sai gì là chúng ta thì bị sổ mũi hết, đúng không? Cho nên bây giờ câu chuyện nó quá rõ rồi đó. Thì bây giờ tất cả quý vị nghe rồi, quý vị có thấy đau lòng không? Khi mà người ta làm cha làm mẹ, người ta chỉ có một cái điều duy nhất là đi tìm con bằng mọi cách, thế mà người ta mém thành coi như là bị đưa đi tù. Đó cũng giống như tôi, cũng giống na ná như là tôi đi tìm, tôi là người đi tố giác tội phạm rồi cũng sắp xếp cho tôi thành phạm tội đi tù. Thì câu chuyện ở đây là Quân nói nó cũng na ná đó Quân. Đó, trong đó là ông Lê Tùng Vân và Hoàng Nguyên Nhất Nguyên 6 ngày là lên cộng đồng mạng gom tiền luật sư, mướn luật sư để đưa vợ chồng qua tháng 3 vô tù. Mà trong khi vợ chồng ấy mất con. Tới đoạn tố cáo nè. Và bà Đoàn Thị Tuyết Mai bao nhiêu công sức đi chùa là đổ sông đổ biển hết, đi diễn trò ở chùa, cuối cùng lên trên mạng cũng đi tố cáo láo người ta. Ông Lê Tùng Vân chưa bao giờ lên mạng gom tiền luật sư, và cũng chưa bao giờ có ai
ở tỉnh Thất Bồng Lai gom tiền luật sư để đẩy vợ chồng ông vô tù. Vợ chồng ông có hành vi vi phạm pháp luật thì vợ chồng ông phải chịu trách nhiệm. Và bà Mai trong tinh thần lên livestream tìm con, chuẩn bị như một ca sĩ lên sân khấu, rất khác với hình ảnh mà Nguyễn Trường Giang đạo diễn Tiều cho là tiều tụy tới chùa kiếm con. Lên đi kiếm con mà trong khi đó cha mẹ đã đem con lên trên mạng cho người ta chửi bới nhục mạ xong, bây giờ cha mẹ thì trang điểm lóng lánh, cha thì quần áo lượt là lên đi kiếm con. Con của ông bà chính thức, tôi nói thật, không bao giờ có cửa quay về nữa. Chính ông bà là người đã đóng chốt cái đinh cuối cùng để cắt đứt cái sự liên hệ, bằng cách hết lần này tới lần khác lên trên mạng cho người ta làm nhục, tố cáo con mình, đấu tố con mình. Cha mẹ kiểu như ông bà lần đầu tiên tôi mới chứng kiến. Và cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy là ông bà cho tôi thấy rằng là ở Việt Nam người ta tin vào YouTuber hơn là tin vào cơ quan chức năng. Đổ không biết bao nhiêu tiền cho công an, cho viện kiểm sát, cho tòa án, cuối cùng lại kiếm tới bà Nguyễn Phương Hằng. Ở đây có thể nhìn thấy, quý vị thấy đúng không ạ? Ai bảo tôi muốn bà Nguyễn Phương Hằng nhắc? Tôi không có muốn bà Nguyễn Phương Hằng nhắc, mà là trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên tôi nha bạn Minh Quyên Nguyễn. Kênh của tôi, nếu tôi muốn nói về vấn đề này, tôi đem qua kênh chính trị xã hội, tôi nói trên kênh 90 mấy ngàn subscribe đủ chưa? Có nhiều kênh nó có 10 ngàn subscribe, có YouTuber, có Facebooker còn có 100 subscriber chửi bà Nguyễn Phương Hằng, bà cũng lôi bả 7 đời người ta ra bả chửi. Cho nên bạn đừng có nói rằng là bà Hằng không thèm để ý tới tôi, mà tôi khẳng định cho bà biết, bạn biết rằng là bà Nguyễn Phương Hằng không dám nhắc tên tôi. Tại vì trên sóng livestream của bà Hằng, người ta gọi tên tôi nha bạn, bạn Minh Quyên Nguyễn. Tôi không có thèm phải kêu gào, mà là tôi nhắc bà Hằng hãy thực hiện cái nghĩa vụ yêu nước của bà đi. Hãy thực hiện cái nghĩa vụ của bà là bảo vệ đi. Việc gì tôi phải kêu gào? Bà Hằng chửi bao nhiêu người, từ Phạm Ngà, Michiko, bao nhiêu người khác, subscriber có nhiều bằng tôi không? Nổi tiếng bằng tôi không? Đã chửi người ta không từ một thứ gì? Hay là bạn định bảo rằng bà Hằng chỉ có dám chửi người nổi tiếng, còn những người mà người ta phản biện bà không dám chửi? Vậy là bà Hằng ké vào người nổi tiếng để chửi người ta, giống như tỉnh Thất Bồng Lai có 2 triệu subscriber cho nên bay qua chửi họ, đúng không? Bên bà Hằng thì bên sao cho nó đúng, chứ không lẽ bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đi lựa những người, những kênh mà có subscriber bự mới chửi? Ví dụ giống như là tỉnh Thất Bồng Lai 2 triệu sub chửi nên nhiều người biết, hóa ra bà Hằng câu view câu like rồi, ké vào người ta rồi. Ở đây mình nói sai người ta phản biện, mình phải có nghĩa vụ phản tranh luận chứ. Như vậy là nhờ có cái bạn này, bạn đọc, tôi đọc nguyên comment của bạn, vừa nói vừa đọc comment luôn để cho khán giả thấy tôi có tương tác. Chị muốn bà Nguyễn Phương Hằng để ý nhắc tên thì chị cố gắng làm kênh của chị lớn lên và nhiều người xem, chứ kênh của chị nhỏ xíu, bà Nguyễn Phương Hằng đâu thèm để ý đâu. Chị có cố gắng kêu gào bà Hằng nhắc đến chị cũng vô ích. Như vậy là bà Hằng chỉ bu vào chỗ nào có view, có like, có subscriber nhiều để chửi thôi, đúng không? Như vậy là bà đi, bà tập tành làm YouTuber, bà đi chửi những người nổi tiếng hơn để bà nổi tiếng, đúng không bạn? Bạn bên bà Nguyễn Phương Hằng kiểu này là phản đam rồi. Binh kiểu gì binh cho đúng, chứ binh kiểu này là phản đam rồi. Và chưa, tôi chưa phát tới khúc đó, cho nên từ từ đừng nóng. Từ từ, tôi khẳng định lại lần nữa, bà Nguyễn Phương Hằng không dám nhắc tới tên tôi nha. Hãy hóa ra là bà Nguyễn Phương Hằng đi chửi Trương Quốc Huy là vì Trương Quốc Huy có nhiều subscriber, đúng không? Ké vào Trương Quốc Huy nên mới nổi tiếng, đúng không? Vậy hóa ra chị Hằng cũng câu view câu like bao giống như bao nhiêu YouTuber khác rồi, đi chửi người nổi tiếng hơn mình là nổi tiếng rồi, đúng không?
À, cái ông gì Hoàng Nguyên Nhất Nguyên là hai cái ông hát cô Lê Rôi đúng rồi, Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên là hai đứa con ruột của ông Lê Tùng Vân, con ruột ông Lê Tùng Vân, hai cái ông mà thấy ngồi bụi tre rồi hát cô Lê Rôi đó. Chính hai ông đó đã quyên góp tiền của Mạnh Thường Quân 2.000 đô, tức là kêu gọi các kênh YouTube, các kênh YouTube bẩn và những người mà có cái yếu tố gọi là phản động đó, những người đó cùng nhau quyên góp lại, là thời điểm mà gần đây nhất công bố số tiền ra là 2.000 đô. Tại sao cái yếu tố phản động trong đó? Đó, bà Hằng tự chủ động hỏi tại sao có yếu tố phản động trong đó nha. Mà đã từng chửi phản động 2-3 tập nha, mà gặp phản động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là né, chứ không phải là tôi kêu gào bả đâu. Nay tôi nhắc bả đó, hãy bảo vệ chính nghĩa đi, thể hiện tinh thần yêu nước đi bằng cách phản biện tôi. Đó, bà Hằng vừa hỏi tại sao có phản động trong đó đúng không? Có người tố cáo luôn nè. Dạ. Tại sao lại quyên góp có yếu tố phản động trong đó? Là có một số người là có người tìm ra là những người bảo vệ, trong đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, là mẹ Nấm á. Đó, thấy chưa? Nghe chưa? Thì nó có câu kết với người đó nữa. Thì quyên góp với một số người đó để quyên góp, thì thời gian nhưng gần đây nhất là nó ra con số 2.000 đô, là để là phải lo, phải chạy án làm sao cho hay cho ông Thắng, cho chú Thắng có vô tù đó. Rồi sao sự việc có mới đổ bể ra đó, đó. Nghĩa là móc đối với tụi phản động gửi tiền về đây, không phải móc nối mà là kêu gọi mấy người, kêu gọi thì đại khái là kêu gọi tụi phản động bỏ tiền vô để mà chạy một cái đường dây đưa ông này đi tù, quyết tâm đưa ông này đi tù, mà con số đó là 2.000 đô, giống như thằng Thái Văn Đường mà cũng quyết tâm đưa chị đi tù. Trong khi mà giờ Thái Văn Đường á, kênh có nhiêu subscriber, tôi mà muốn nổi á là tôi qua kênh kia, nhưng mà chị Hằng chưa tới tầm để cho tôi gửi lời trên kênh chính trị của tôi. Chắc bạn Minh Quyên Nguyễn cũng biết tôi có kênh bình luận chính trị cũng 90,000 subscriber chứ đâu phải đơn giản đâu. Cho nên bạn nào mà đi bên bà Nguyễn Phương Hằng theo kiểu là phải để kênh lớn bà Nguyễn Phương Hằng mới nói, vậy là phản đam nha. Vậy là bôi cho trát trấu vào mặt chị Hằng rồi. Chị Hằng lựa kênh 2 triệu sụp để chạy tội vu khống công an như vậy, ai lại đi bên chị Hằng như thế bao giờ? Tôi nói đúng không khán giả? Mình bên chị Hằng mình phải có trí tuệ chứ. Ai lại đi bên chị Hằng rằng chị Hằng chỉ lựa những người nổi tiếng để chửi? Hóa ra từ xưa giờ chị Hằng toàn bu trend nghệ sĩ không hay sao? Ai lại đi bên vực thần tượng của mình như thế bao giờ? Vợ chồng em là nạn nhân bất công, mà họ bố em với anh Thắng có vô tù. Bởi vì em mới nói chị là có một cái sự liên hệ. Họ ghê gớm lắm. Giữa câu chuyện của chị với anh Thắng. Để anh hỏi lại Tùng cái yếu tố này nghe. Tức là em nói anh nghe vậy có đúng không nghe? Tức là em bảo là ông Nhất, hai ông sư đó là kêu gọi liên quan đến mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gửi về 2.000 đô. Không, kêu gọi các mạnh thường quân. Kêu gọi các mạnh thường quân. Trong các mạnh thường quân đó là có một số người là phản động. Trong mạnh thường quân đó có một số người là cái thế lực phản động ở nước ngoài. Đúng. Gửi tiền về với mục tiêu là làm cho ông Thắng với bà. Ông Thắng đưa ông Thắng vô tù. Đưa ông Thắng với bà Mai vô tù. Không, đưa ông Thắng thôi, bà Mai không có. Đưa ông Thắng thôi, chứ có bà Mai. Đưa lý do gì? Lý do là vô nhà ông Lê Tùng Vân quậy nó thù. Tức là nó ghép cho. Đó, thấy chưa? Không phải một mình Lê Thanh Minh Tùng nhắc tên tôi, mà còn cả luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên tôi nữa. Vậy thì cớ gì đường đường chính nghĩa móc Tỉnh Thất Bồng Lai vô phản động, móc phản động vô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà không dám chửi? Tại sao không dám chửi? Từ xưa giờ ai cũng đi chửi Tỉnh Thất Bồng Lai là cấu kết với phản động, sao có bằng chứng không dám chửi? Thì là sợ không dám nhắc tên chứ còn gì nữa. Không dám nhắc tới tên tôi. Ai bắt chị Hằng im miệng, tôi phải đi kiếm cho ra người này. Người nào mà thần ba, tài ba thần thông quá, chị Nguyễn Phương Hằng mà ai mà nhắc tới tên chị, mà nói chỉ là thiếu hiểu biết, nói chỉ là vô văn hóa, nói chỉ là hồ đồ, chỉ chửi cho sắp mặt. Như vậy mà chỉ không nhắc tên tôi là chỉ không dám. Ở trên kênh này người ta mồi cho chỉ chửi tôi mà chỉ không dám chửi.
Cái này là không dám nha. Chứ đừng có nói là bà không biết tôi là ai. Tới khúc này là đâm ngang vô là chửi được rồi. Đâu biết Trương Quốc Huy là ai đâu, cũng đâm ngang vô chửi Trương Quốc Huy. Sau đó công an ra hẳn bài bản: chị Hằng chửi tôi đi, công an có nhiều tư liệu về tôi cung cấp cho chị lắm. Chị chửi tôi đi, báo công an lên, nhiều bài về tôi cho chị lên chị đọc lắm. Đúng không? Bạn nào đâu, bạn nào đang bên bà Hằng bảo là muốn làm kênh lớn đâu. Ở đây người ta phản biện bà Hằng. Quý vị coi lại thử những người mà bà Hằng chửi coi. Cái nick Facebook bình thường thôi, viết bài thôi còn bị bà truy tới bến nữa. Đây đợi tôi phải có kênh lớn, mấy chục ngàn người nghe cũng là đủ lớn rồi. Quan trọng là có người dám chỉ vào mặt chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tức là chị Nguyễn Phương Hằng, nói chị ơi, chị sổ đỏ cả ký, kim cương cả rổ mà chị low class quá. Nếu tôi nói chữ low class là phải hiểu rồi đó. Bằng chứng cho chị thể hiện lòng yêu nước, bằng chứng cho chị thể hiện sự chính nghĩa mà chị né như vậy, chị cũng đâu có gan gì đâu. Chị cũng đâu có gan dạ gì đâu. Ở đây không có nói trình độ hay không trình độ. Ở đây từ trước tới giờ ai nhắc tới bà Hằng bà đều chửi từ trái sang phải hết. Quý vị thấy ở bên hải ngoại này nè, Dũng Taylor nè, rồi Nam Quang Tiến Dũng nè, rồi Tony Phạm nè, rồi ai nữa đó, bảy đinh bảy gà vậy tôi không biết, là chỉ chửi từ trái sang phải, chửi triền miên, rồi còn đòi là mày về Việt Nam là tôi chặn đường. Rồi Trương Quốc Huy cũng vậy, chứ Huy đâu đụng gì tới chị đâu, chị cũng chửi tại người ta xui chị chửi, biểu chị mở miệng chửi Trương Quốc Huy. Nhưng mà xui là khi chị chửi Trương Quốc Huy không có tư liệu gì, rồi báo công an lên bài về Trương Quốc Huy. Rồi tôi nói rằng khi chị nói về Trương Quốc Huy, tôi cũng đã phân tích vài lần và tôi gọi thẳng chị là tay sai của ban tuyên giáo đó, là con cờ của ban tuyên giáo đó. Chỉ có thể giàu có nhưng mà cho mở miệng thì mới mở miệng như vậy là sống đời nô lệ rồi. Có ai dám nói với chị Hằng vậy không? Có ai dám nói chị là con rối của ban tuyên giáo không? Hay tại vì tôi nói đúng quá cho nên chị im? Chị Hằng là chỉ có hai trường hợp thôi. Một là người ta nói đúng quá im, hai là chưa được mở miệng. Còn trường hợp thứ ba thì tôi không biết, cho nên tôi phải đi kiếm cho ra người nào mà ra lệnh không cho phép chị Hằng nhắc tới tên tôi. Tại vì ở đây chị nói chị đem lại công bằng cho Thắng Mai đúng không? Chị vào cuộc này, vụ này với hết sức, hết lòng, hết tâm, hết tình đúng không? Mà người ta nhắc tới chị hai lần, tư liệu chị cũng có luôn rồi đó. Người không liên quan chị cũng chửi. Như vậy hôm nay nhờ có bạn Minh Nguyên Nguyễn mà tôi mới biết rằng là chị Hằng low class, chỉ toàn đi kiếm chuyện cà khịa với những người nổi tiếng để được nổi lây. Chị Hằng á, chị rảnh lắm, chị nói chị ngồi chị ngóng clip của Tỉnh Thất Bồm Lai, không cần phải năn nỉ chị coi kênh nào đâu. Không có cần phải năn nỉ đâu, chị lên mạng chị nói chị ngồi chị hóng, chị nghe ngóng clip của Tỉnh Thất Bồm Lai kìa. Có nghĩa rằng là chị nghe ngóng và được báo cáo về tình hình ai chửi chị cũng rất là nhiều, cho nên không có cần phải năn nỉ đâu. Mà fan hâm mộ của tôi cũng gửi cho chị biết rất là nhiều thứ đó. Tỉnh Thất Bồng Lai họ nói trên YouTube chị cũng nghe. Hay giờ bạn Minh Quyên Nguyễn lại lần nữa định bảo rằng là kiếm người nổi tiếng nhiều subscriber mình mới nổi. Như vậy thì cũng là bám view, bám trend giống như ông Thích Nhật Từ nói thôi. Chứ có gì hay đâu. Nên ở đây tôi lược lại cho khán giả nhìn thấy Võ Văn Thắng tìm ai. Võ Văn Thắng làm theo kế hoạch giải cứu của nhà báo và luật sư, làm theo kế hoạch xông vào hang cọp của nhà báo và luật sư, rồi nhà báo và luật sư bỏ của chạy lấy người, rồi chuyển sang ai nữa, chuyển sang là đến Trần Quốc Vũ, cũng
là xóa sạch clip về tỉnh thất bồng lai rồi. Rồi chuyển sang tới chức sắc là Thích Nhật Từ. Rồi Thích Nhật Từ sao cũng im miệng luôn rồi. Đó giờ đang có trend vui vậy mà không thấy Thích Nhật Từ bình luận gì. Rồi tiếp nữa là ai nữa? Nguyễn Trường Giang, Trang Vina. Nguyễn Trường Giang, Trang Vina là hai đối tượng hồi xưa là chửi bà Hằng nha. Nguyễn Trường Giang thì trước giờ tôi không có quan tâm về vụ bà Hằng, nhưng mà Trang Vina lúc đầu tiên là nịnh bà Hằng, sau đó là chửi bà Hằng. Nhưng giờ qua vấn đề tỉnh thất bồng lai, bẻ lái hơi bị ngược, cho nên là cũng là im không nhắc. Và tôi cũng đặt ra cái câu hỏi chứ, cho người ta lên ngồi không có bằng chứng bằng gì hết, không lẽ giờ tôi nói chị Hằng ơi chị mời ba cái người dốc láo lên trên đó, chị ngồi chị nghe tới đó, có buổi đó nó cứ mấy tiếng đồng hồ, có bao nhiêu thông tin nó đi vào đầu chị. Và ở đó thấy không, bà Hằng tự biến mình thành một người mà giống như là con rối ai giật chỗ nào cũng nghe hết, cứ đưa lên rồi người ta nói mình không có kiểm chứng, không có biết, không có hiểu biết gì hết. Sổ đỏ cả ký, kim cương cả rổ vậy chứ mà biểu im miệng là phải im. Quý vị có nhớ cái cảnh chỉ khóc bù lu bù loa lên tôi sẽ rời khỏi Việt Nam sau khi hết dịch không? Tôi bị chà đạp quá, tôi phải rời khỏi Việt Nam sau khi hết dịch không? Và để có thể sống tiếp ở Việt Nam thì chị sẽ phải tìm cách chà đạp người khác sau khi bị báo chí chỉ ra rõ ràng là chị đang vu khống việc mình bị hành hung ở đồn công an. Rồi ba cái chính nghĩa mà chị khuấy lên giống như là tôi bị hành hung ở đồn công an, giờ có ai nhắc tới nữa không? Và tôi muốn quý vị nhìn cho kỹ cái chiến lược này. Cái chiến lược này nó không phải giữa bà Nguyễn Phương Hằng hay là tỉnh thất bồng lai. Tỉnh thất bồng lai cũng chỉ là nạn nhân thôi. Chiến lược này là chiến lược của ban tuyên giáo. Tại sao khi mà bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì đài VTV1 phất lại, đã phát lại cái đoạn mà họ làm từ năm ngoái? Nguyên một cái đoạn này nhắc tới tôi mà không dám nhắc lại, hỏi lại câu tại sao liên quan tới yếu tố phản động rồi né luôn. Chứ bình thường chị tự xưng chỉ là chính nghĩa, chị sẽ phải bảo vệ đất nước này, chị sẽ phải thượng tôn pháp luật, ủa sao rồi im vậy? Cái này là không dám. Bởi vì sao? Bởi vì gặp một cái cú giữa Trương Quốc Huy là nó quá nặng nề rồi. Bạn nào nói Trương Quốc Huy không thèm phản biện, Trương Quốc Huy có phản biện đó thôi. Và phản biện cái trên tinh thần là phản biện tranh luận chứ không phải là chửi nhau. Trương Quốc Huy có trả lời bà Nguyễn Phương Hằng rõ ràng còn gì? Đâu phải lơ. Giờ bà cứ thử nhắc tới phản động thứ thiệt, thử coi đây là phản động thứ thiệt chứ không phải ba thứ phản động ất ơ mà bà chụp mũ đâu. Dũng Taylor không phải phản động, Tony Phạm không phải phản động đâu. Mấy người đó không bao giờ chỉ trích cái sai của chính quyền, chụp mũ sai. Tôi là phản động nè, tôi bị chụp mũ từ xưa tới giờ mà sao không dám chống phản động? Chính nghĩa đang rần rần, bây giờ vu khống công an mà quay qua chống phản động, mẹ nắm lại có chính nghĩa lại mà sao không làm né? Tôi đang muốn hỏi như vậy á, khán giả có nhìn thấy điều đó không? Khán giả có nhìn thấy rằng là bà Nguyễn Phương Hằng né tên tôi không? Người ta cho chỉ bằng chứng rõ ràng luôn mà chỉ né. Trong khi đó người ta không có nói gì hết, chỉ tự hùa vô với Lê Thanh Minh Tùng. Rõ ràng chỉ né tôi chứ còn gì nữa. Thôi thì mình cứ coi như rằng là chưa bị chị Hằng gọi tên nó là một may mắn rồi. Nhưng mà nếu mà bảo rằng để bảo vệ thắng mai, để mà đem lại chính nghĩa, thì tôi thiết nghĩ chị Nguyễn Phương Hằng nên nghe bằng hai tai. Chị Nguyễn Phương Hằng nên nghe bằng hai tai, quan sát bằng hai mắt để hiểu chính xác chuyện gì nó đang diễn ra. Nghe một chiều như thế này, đôi khi nó lại hạ thấp danh dự của mình.
Đó, ngay mà biết ngay mà. Bạn là trên sẵn hôm nay tôi giao lưu với khán giả luôn, rồi tôi mồi luôn câu trả lời cho chị Hằng. Bây giờ chị Hằng vô chửi tôi á, là có ba bài nè. Bài thứ nhất, phản động ở Việt Nam bị trục xuất qua Mỹ. Qua Mỹ chống tổng thống Trump, vô ơn với tổng thống, bị đòi trục xuất về Việt Nam. Mà đợi hoài chưa trục xuất, tôi cũng đợi trục xuất làm bạn tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất đợi đón tôi hoài mà chưa thấy. Bà phản động Cộng sản Việt Nam rồi sao? Năm ngoái bà phản động Tổng thống Trump vậy sao? Nước Mỹ chưa trục xuất bà về Việt Nam hả Như Quỳnh? Bạn Duy Trần, bạn có biết vì sao không? Tại vì đây là nước Mỹ, không phải là xứ Cộng sản bạn ơi. Mà ở bên Mỹ không có khái niệm phản động với Tổng thống, bạn biết không bạn? Ở bên Mỹ Tổng thống là đầy tớ của người dân, nó mới đúng nghĩa đó, là người phục vụ quần chúng, là người nhận lương từ tiền thuế của người dân, làm sai dân có quyền chỉ trích. Ở bên Mỹ không có khái niệm phản động với Tổng thống, chỉ có Cộng sản mới có cái khái niệm phản động với Hồ Chí Minh, phản động với lãnh đạo thôi bạn Duy Trần. Cho nên vào kênh tôi nghe thì mình ngẩng người lên làm người tự do, đừng có làm người nô lệ. Ở bên Mỹ công dân có quyền chỉ trích tổng thống, chỉ trích lãnh đạo, chỉ trích chính phủ mà không bị bắt. Mà nước Mỹ không có chuyện trục xuất người ta vì người ta chỉ trích chính phủ, bạn hiểu không bạn? Cho nên chị Hằng mà định sử dụng cái lập luận này thì tôi đề nghị là tham khảo cho đúng. Tại vì trục xuất tôi từ tháng, đòi làn sóng đòi trục xuất tôi từ tháng 3 năm 2020 mà tới bây giờ là tháng 10 của năm 2021 rồi chưa, tôi cũng buồn. Làm bạn tôi ra đợi đón tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất cứ là đợi xong rồi giận không à. Cho nên là còn lập luận nào nữa ta? À còn lập luận nữa mà Thích Nhật Từ xài. Mẹ nắm phản động chống cộng qua Mỹ, rồi là chửi tổng thống Mỹ bị cả cộng đồng chửi, rồi đòi trục xuất. Bên Mỹ người ta chửi tan nát đó rồi, hết rồi đó. Mà bây giờ mấy người bên Mỹ chửi tôi thì sao? Người thì bị xóa YouTube rồi, giống như Nguyễn Vũ vậy á. Nguyễn Vũ bây giờ là xóa YouTube rồi, suốt ngày mở mắt ra trong đầu chỉ nghĩ tới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thôi. Tôi giờ là thành người yêu trong mộng của Nguyễn Vũ rồi. Còn Dũng Taylor thì sao? Không bình luận chính trị nữa, bây giờ đang mong men quay trở lại. Cho nên bạn nào thắc mắc là sao? Tôi không có ham cái chuyện gọi tên là tăng view đâu bạn Cherry Nguyễn. Tôi không có ham cái chuyện gọi tên là tăng view đâu. Không phải cô Hằng gọi tên là kênh tăng view tôi đâu có thèm. Tôi có thì tôi sẽ làm bên kênh khác. Ở đây là bà Nguyễn Phương Hằng nói sai, nói láo. Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo người ta không có bằng chứng mà tôi tố cáo lại. Tôi chỉ thẳng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tức bà Nguyễn Phương Hằng, nói rằng bà đang vu khống người khác. Hồi giờ người ta chửi bà Thanh Tuyền không à, chứ người ta không có phản biện bả. Đây là tôi đang phản biện bả. Cho nên bạn Cherry Nguyễn đừng có nghĩ gọi cô Hằng gọi là tăng view, không phải ai cũng được tôi mà được cô Hằng gọi lên ngồi kiểu giống như Võ Văn Thắng, tôi thấy nhục nhã xấu hổ á bạn. Chứ không có vui gì đâu. Ngồi chung với một người low class nó không có phải là vinh dự gì đâu bạn ơi. Cô Hằng, cổ đi chửi nhau tứ phương khắp thiên hạ. Cổ chửi tục tiểu không chừa một thứ gì ra hết. Mà những người chửi cổ cũng tục tiểu, cổ cũng dám chửi lại. Hay tại cổ nói lời tục tiểu vô văn hóa thì cổ quen, chứ kêu cổ nói văn minh đừng có chửi, cổ làm không được. Nên ở đây người ta cũng đặt câu hỏi đó. Ê, tôi cũng chỉ mong là khán giả của tôi ác quá, anh Phước anh ác quá. Quỳnh chỉ mong đập gậy để đóng kênh để được mở kênh mới. Anh Phát, anh Phước, anh ác quá. Mở kênh mới ra. Thì tôi có nói đó, mọi người cứ dọa tôi là nhắc Thích Nhật Từ có bị đập kênh không. Tôi nhắc đó, tôi nhắc từ năm này qua tháng nọ đã đập lần rồi, có đập được không? Bộ tưởng đóng kênh người ta là dễ hay sao? Đâu có dễ.
Cho nên ở đây quý vị thấy không, tố cáo người ta thì mình phải có bằng chứng. Tố cáo kiểu mà không có bằng chứng thì thiên hạ người ta coi thường mình, tự mình hạ thấp danh dự của mình xuống. Cho nên là ở đây đối với tôi, đúng sai gì chưa biết, có luật pháp xử lý. Từ trước tới giờ cả năm nay có bao nhiêu cái đơn tố cáo mà sao công an không vào cuộc, như vậy là công an cũng dở quá. Công an không biết lắng nghe lời của quần chúng, mà không lẽ bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng vào cuộc công an mới vào cuộc, hóa ra công an là tay sai của bà Nguyễn Phương Hằng hay sao? Quý vị đã thấy rằng là từ trước tới giờ đó, trên sóng của bà Nguyễn Phương Hằng đó, bà chửi từ người này sang người kia, từ người mà ở đâu tuốt bên nước ngoài, rồi chửi những người nào mà dám nhắc tới bà. Những người không chửi, không nhắc tới bà cũng chửi luôn. Ví dụ như Trương Quốc Huy đâu có nhắc đâu, cũng chửi, cũng tự mình đi cà khịa kiếm chuyện mà gọi đó là chính nghĩa, gọi đó là yêu nước. Cho nên là ở đây khi mà người ta đặt cái câu hỏi đó là tất cả những gì mà diễn ra trong mạng xã hội á, một là chỉ chưa đủ lý lẽ, nói chuyện với người có lý lẽ nó cũng hơi mệt mỏi á. Nói chuyện với tôi là phải khác với nói chuyện với Lê Thanh Minh Tùng, với Võ Văn Thắng và những người khác à. Hai nữa là có thể cũng đã học từ bài học của Thích Nhật Từ, Nguyễn Xin, là những người nổi tiếng đó, người tích xanh cả triệu follower chửi tôi xong sao, chửi tôi xong rồi đi xóa bài. Thích Nhật Từ cũng chửi tôi. À không, Thích Nhật Từ không có chửi, Thích Nhật Từ rủa tôi thôi. Rồi sao nữa? Rồi im luôn, người ta phản biện thì im luôn. Rồi còn ai nữa ta? Tôi rất là công bằng. Ở đây á là bà Hằng á nói rằng là bà không có đụng tới ông Lê Tùng Vân trước mà ông Lê Tùng Vân gọi tên bà. Tôi thấy không có đúng. Bà mở một cái live show để đấu tố ông Lê Tùng Vân, nhưng mà người ta cho bà nhân vật đứng đằng sau, bà cứ hỏi ai bảo kê, ai đứng đằng sau chỗ đó. Khi người ta cho bà thì bà không có lên tiếng. Tại vì sao? Tôi nói để khán giả biết, khi tôi nói về bà Nguyễn Phương Hằng không phải là cá nhân tôi và bà Nguyễn Phương Hằng, mà là ban tuyên giáo, người mà coi bà Hằng như công cụ đứng đằng sau đó, ra bài cho bà Hằng trả lời tôi đi, ra bài cho bà Hằng phản biện tôi đi. Chứ còn đối với bà Nguyễn Phương Hằng, bà là nhân vật cho mở miệng mới được mở miệng, chỉ chửi nhân vật nào mới được chửi nhân vật đó, bà cũng đâu có sự tự do đâu. Nên tôi nhắc bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tức bà Nguyễn Phương Hằng, không phải là cá nhân bà Hằng, mà là cho cả đội ngũ truyền thông đứng đằng sau. Mà thông tin về tôi thì công an chắc có đủ để cung cấp cho bà Thanh Tuyền, vì công an đi tìm bằng chứng cho bà Thanh Tuyền mà. Cho nên là quý vị cứ quan sát vụ việc này đi một thời gian rồi quý vị sẽ thấy. Miệng người sang có gan có thép mà chỉ đi dám chà đạp những người mà người ta thấp cổ bé họng hơn mình thôi. Chứ còn cái người mà người ta dám chỉ thẳng vô mặt mình, người ta nói chị sai rồi chị, chị lên mạng chị vu khống người ta, vậy là chị sai quá sai rồi chị, là né. Ở đây nếu mà bình luận phân tích, nói từ câu chuyện trên tinh thần là một người mẹ, tôi cũng nói được với chị Tuyền về vai trò là một người mẹ, vì cả tôi và chị đều là mẹ hết. Trên tinh thần là công dân tuân thủ pháp luật, tôi cũng nói chuyện được với chị Tuyền. Trên tinh thần là người hiểu biết về luật quốc tế và luật Việt Nam thì cả tôi và chị Tuyền đều ngang nhau, vì chị Tuyền cũng có thời gian sống ở nước ngoài, cho nên nói về nhân quyền với chị Tuyền cùng với tôi là hợp lý. Và hơn ai nữa, tôi cũng hiểu cái cảm giác chị Tuyền bị bịt miệng. Đến nỗi mà chị nói rằng là cái livestream của chị bị người ta không cho lên sóng nói mà. Tôi hiểu cái cảm giác đó. Cho nên khi
chính người ta cho chỉ bằng chứng mà chỉ né thì có nghĩa một là chưa nhận được lệnh, hai là không dám thôi. Và đến thời điểm này, quý vị sẽ thấy từ trước tới giờ tôi nói cái gì với khán giả, tôi luôn chịu trách nhiệm. Có những bạn vào nghe tôi cũng rất là khổ sở, nghe mà không có lý luận phản biện, thỉnh thoảng lên chọt viết một câu xong tôi trả lời thì cũng chạy luôn. Và tôi cũng mong rằng là các khán giả khác, vì trên diễn đàn của tôi á, tôi không có nhu cầu là viết chạy comment, đừng có flood cái diễn đàn của tôi bằng một cái comment cứ copy lặp đi lặp lại, để tôi còn có cơ hội đọc các cái comment của các khán giả khác để tôi trả lời. Nên là quý vị thấy là tôi rất là mong muốn có bạn nào đó cứ phản biện đi, bạn nào phản biện là tôi trả lời hết á. Mà quý vị thấy không, tôi nhắc tên người nào là tôi cho họ tự soi lại bản thân họ. Đến chị Tuyền, một lúc nào đó tôi cũng sẽ cho chị tự soi lại những lời của chị, lời chị tự nói, lời chị hứa, lời chị thề thốt với cộng đồng, lời chị nói đủ thứ hết ở trên mạng, nó còn nhiều lắm. Tôi cho chị soi lại và tôi cũng sẽ thống kê xem bao nhiêu lời hứa của chị thì nó thành, nó có bao nhiêu cái là sự thật. Mà chắc là Lê Thanh Minh Tùng với ông Võ Văn Thắng cũng đang ức chế lắm đúng không? Lên tới một cái livestream lớn, tìm tới cô Nguyễn Phương Hằng tố cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nắm rồi mà cô Hằng lại không nhắc gì hết. Ông Thắng là ức tôi lắm. Tôi nói thật, trong số các YouTuber, người mà tức tôi nhất chính là ông Võ Văn Thắng. Đụng vào chỗ nào, tôi chỉ ra chỗ đó. Hợp tác với Nguyễn Sinh, bắt bài ngay. Hợp tác với Thích Nhật Từ, bắt bài ngay. Hợp tác với các YouTuber bẩn, bắt bài ngay. Thậm chí còn chỉ ra cho ông thấy rằng là chính ông là người đã đóng cái cánh cửa để chào đón con gái mình trở về với gia đình. Và quý vị cũng thấy đó, người ta nói về ông Võ Văn Thắng, người ta chửi ổng không à, tôi không có chửi. Tôi rất công bằng với ông Thắng, là cái gì tố cáo chưa xác minh tôi không có bình luận. Và ông Thắng ổng giận là gì, vì sao? Kế hoạch hại Thiền A 100 triệu em làm bỏ 100 triệu tưởng ngon ăn, cuối cùng tôi lật tẩy. Trang đã nói rồi, không nghe lời Trang là mệt lắm, mời Trang Vina tới nhà làm chi, để rồi tôi cũng lật tẩy. Bao nhiêu người mà ông Thắng xua đi, cuối cùng ai lật tẩy? Tôi không biết chơi bài cho tôi biết lật tẩy. Cho nên ông Thắng với bà Mai chắc người mà giận nhất là tôi, cho nên mới đi lên trên livestream đó đạo diễn để tố cáo tôi, mặc dù tố cáo sai bét. Nào là tôi quyên tiền cho luật sư, quyên tiền cho tỉnh thất bồng lai, quyên tiền cho cái này cái kia cái nọ. Tại tôi ở Mỹ chứ tôi ở Việt Nam chắc cũng có người tới gửi đơn thư tôi rồi. Thật sự tôi đang mong chờ thử coi là người nào là người mà sẽ phản biện tôi. Mà đến khi người thay trời hành đạo, người gọi là thế thiên hành đạo, một mình tôi sẽ đứng ra cuộc chiến này, mà còn móc luôn cả phản động vào đó mà né tôi ra đi, thì tôi cũng thấy hơi buồn. Đối với tôi á, nó rất công bằng. Tôi tên Quỳnh, bút hiệu của tôi là Mẹ Nắm, và tôi xưng tên tôi là tên Quỳnh chứ tôi không có gọi tôi là Mẹ Nắm. Nhưng mà chị Tuyền thì khác, tên của chị là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Không biết chị có trưng ra show ra với công chúng là tôi đã làm thủ tục đổi tên hay không, mà tự nhiên là mọi người chỉ biết chị tới Nguyễn Phương Hằng thôi. Trong khi cái việc mà viết ở trên báo chí đó, ví dụ như là viết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đúng không, thì viết là ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vậy tại sao đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì không viết là bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tức Nguyễn Phương Hằng? Tức là người giàu như bà Hằng có một cái đặc quyền về nhân thân, mà ở đó báo chí giúp bà xóa đi cái quá khứ, xóa đi cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt ra, trong khi về bản chất đối với tôi
đó là tên đúng, còn tên Nguyễn Phương Hằng là tên phụ. Cái đó nó cũng là quyền lợi đó, đó là quyền nhân thân đó. Nếu mà ai hiểu biết về nhân quyền và việc mà truyền thông thì là sẽ hiểu rằng đây cũng là quyền mà bà Hằng có đặc quyền hơn nhiều người khác trên báo chí. Đúng ra bà phải là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Anh tôi hy vọng rằng là tôi chờ coi thử ông Thắng bà Mai đã lên được tới cái livestream đó để tố cáo tôi, mà chị Hằng chỉ lại né đi thì e rằng anh Thắng tìm cũng chưa đúng chỗ. Bây giờ anh Thắng phải liên kết lại, anh Thắng bây giờ phải hát cái bài là kết liên lại anh em chúng ta cùng nhau đi lên, là kết Thích Nhật Từ, kết Trần Quốc Vũ, kết Nguyễn Sim, kết Nguyễn Trường Giang, kết Trang Vina, kết một loạt các YouTuber tự xưng là chính nghĩa vào phụ với chị Nguyễn Phương Hằng để mà cung cấp tài liệu cho chị Hằng, rồi là tôi cũng sẽ ra. Cái đó là một trong những cái thông tin, là một cái nguồn thông tin rất là lớn đó. Tại vì các YouTuber kia ít nhiều đều có được tôi gọi tên hết, và tôi phân tích hết, họ cũng gọi tên tôi. Cho nên đó là một cái chiến lược truyền thông. Nhưng thông qua này tôi nói để khán giả biết, nó không phải là tôi hay bà Nguyễn Phương Hằng, nó là ban tuyên giáo. Bởi vì nhắc tới tôi thì lại phải lôi tới nhân quyền, mà nhắc tới nhân quyền thì lại là cái gai. Bởi vì không có ở đâu ông. Quý vị nên nhớ một điều, từ năm ngoái khi mà nói tới nhân quyền, tôi đặt câu hỏi đối với ông Phạm Bình Minh. Ông nói trong đại dịch không có một người Việt Nam nào bị bỏ lại phía sau, vậy tại sao cả một tập thể mấy chục con người bị lôi đi lấy mẫu máu xét nghiệm một cách trái phép? Cái đó là xâm phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Tới ngày hôm nay ông nói là quyền con người của Việt Nam vẫn được bảo đảm giữa đại dịch, thì một nhóm người, trong đó có kể cả là những đứa trẻ, bị phơi bày và làm nhục trên cả truyền thông, từ đài truyền hình quốc gia cho tới báo chí. Cái đó là quyền con người. Và quý vị cứ nhớ, đến bây giờ là Việt Nam sắp ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2023 và năm 2025. Những sự việc này xử lý không khéo là đang bôi tro trát trấu vào mặt đất nước, tố cáo với thế giới rằng ở Việt Nam không hề có quyền con người, chỉ có quyền ở trong rừng, quyền của rừng rú, luật rừng lên ngôi. Cho nên tôi cân nhắc, chị Hằng cân nhắc, ban tuyên giáo chưa cho phép chị mở miệng là vì gì? Là vì nó liên quan tới nhân quyền đó. Mà chị cũng cần hiểu thêm chút xíu về nhân quyền trước khi chị muốn đi chống phản động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nha chị Thanh Tuyền. Tôi hy vọng rằng là chị luôn giữ đủ sức khỏe để đi theo cái trận này. Bởi vì như lời chị nói đó, là chị sẽ đi theo cho tới khi nào mà chị kiếm cho được Diễm My. Nhưng tôi cũng thông báo luôn, theo quan sát của tôi, người cha, người mẹ của Diễm My cùng với chị chính là những người đã đóng cánh cửa nhà lại để làm cho Diễm My cảm thấy rằng không còn lý do gì để lưu luyến với gia đình mình nữa. Cái phong trào đấu tố trên mạng xã hội chặn đứng con đường quay trở lại của Diễm My, tìm tới chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tức Nguyễn Phương Hằng, là một nước cờ sai lầm. Mà như tôi đã nói, ông Thắng là người cắt đứt cái mối dây liên hệ với con mình, cho nên đừng có đổ lỗi cho ai hết. Lên mạng, ở đây cứ lên mạng mà dùng mạng xã hội hơn thua với con mình, đem con mình ra làm mồi cho thiên hạ, thì đừng bao giờ trách rằng con cái nhìn cha mẹ như kẻ thù. Vì sao? Vì cha mẹ để cái sự hơn thua, để cái sự sân si, để cái lòng hận thù của mình lên trên tình yêu thương con cái. Và ở đó, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không thể giải quyết trên nguyên tắc thắng thua, mà phải là nguyên tắc win-win. Mà nguyên tắc win-win là nguyên tắc cùng thắng. Người làm ăn như chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tức chị Nguyễn Phương Hằng, hẳn phải biết rõ nguyên tắc này. Và tôi xin phép kết thúc phần chia sẻ của tôi hôm nay tại đây, cùng với tất cả quý khán thính giả. Mến chúc sức khỏe an lành đến với tất cả quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt.